Kính thưa quý vị, hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, mọi hoạt động dần trở nên bình thường để mà thích ứng với cuộc sống mới. Tuy nhiên thì vẫn còn không ít những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa tìm được việc làm để trang trải cho cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy mà nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, nhiều bếp ăn từ thiện vẫn đỏ lửa để mang đến những suất ăn, những phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi là phó nhóm của dạ. Nãy giờ em đứng ở ngoài thấy mọi người làm rất là không khí khẩn trương, vui vẻ luôn. Vậy thì chị Chi có thể cho em phụ cùng mọi người được không? Được rồi, mời em tham gia cùng với nhóm nha. Rồi em đeo bao tay vô đi rồi mình làm với nhóm được không? Dạ. À, chị Chi, bây giờ thì em đã sẵn sàng rồi nè. Vậy thì em sẽ được làm công đoạn gì đây chị? Bánh mì đã cắt sẵn rồi thì bây giờ em chỉ cần bỏ dưa leo vô đây rồi để đây cho các bạn bỏ chả cá vào ha. Những công việc này rất quen thuộc với các thành viên câu lạc bộ bếp ăn từ thiện không đồng ở thành phố Vũng Tàu. Mỗi chiều cuối tuần, các anh chị lại quây quần trong căn nhà nhỏ của một thành viên câu lạc bộ ở số 60 Xuyệt Hai E, đường Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu để chuẩn bị những suất cơm, ổ bánh mì để phát cho bà con nghèo. Những phần ăn không chỉ đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn có cả tình thương, sự san sẻ đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình dự định là ngày hôm nay thì mình sẽ phát bao nhiêu phần bánh mì này cho bà con nghèo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chị Chi hả? 200 mẫu bánh mì em. Em được biết thì hoạt động này thì được cái câu lạc bộ bếp ăn từ thiện không đồng của mình á thực hiện trong thời gian qua, và đến nay thì mình vẫn duy trì và đỏ lửa để mà giúp đỡ cho người nghèo. Vậy thì để cái công tác mà mình thực hiện trao quà cho bà con á thì mình làm như thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân của mình, tránh những cái lây nhiễm từ dịch bệnh, chị Chi? Thì các bạn vẫn tuân thủ là công tác 5K, rồi các bạn cũng sẽ đi test COVID 3 ngày một lần. Nhóm của mình thì mỗi người sẽ có một cái công việc, một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà cái điểm chung thì tất cả các bạn đều tình nguyện tham gia những cái hoạt động này. Vậy thì đến nay thì mình có bao nhiêu thành viên tham gia, và khi tham gia thì tinh thần của mọi người như thế nào chị? Thành viên thì mình không có kiểu như là thành viên chính thức, các bạn đều là các bạn tình nguyện viên hết. Thì mình có một cái nhắn tin trong một nhóm bếp tình nguyện của mình, thì mình có nói hôm nay mình sẽ làm gì, thì các bạn sẽ dành chút thời gian mình tham dự với bếp ngày hôm đó để làm được ra món ăn ngày hôm nay để cho các cô chú anh chị lao động nghèo ngày hôm đó thôi. Vậy thì để có những cái suất ăn, những cái phần bánh mì kịp thời cho bà con thì cái nguồn kinh phí mình vận động từ đâu chị Chi? Nguồn kinh phí thì mình cũng vận động từ các anh chị mạnh thường quân, chủ yếu là các chính là các đó, và có những có nhóm mạnh thường quân là cũng có thường trực là giúp bếp, tại vì cái đây là bếp tình nguyện mùa dịch, nhưng mà trước đó thì mình có bếp từ thiện của mình cũng hoạt động được đây là 6 năm rồi. Điều đặc biệt ở bếp ăn này, mỗi người một hoàn cảnh nhưng gặp nhau ở tấm lòng thiện nguyện, giúp ích cho đời. Đằng sau lớp khẩu trang, những giọt mồ hôi rơi là bao tâm huyết hết lòng vì người nghèo. Đến nay, bếp ăn từ thiện không đồng đã phát tặng hàng ngàn suất ăn cho bà con nghèo. Riêng từ tháng 7 đến nay, câu lạc bộ đã vận động số tiền hơn 340 triệu đồng, qua đó đã trao tặng hơn 40.000 suất ăn cho bà con nghèo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Nhờ những suất ăn này mà những người nghèo trở nên ấm lòng, có thêm yêu thương và năng lượng để vượt qua những ngày dịch bệnh khó khăn. Vậy nhà em khó khăn với trò chơi fit này làm không có được, nhờ mấy anh mấy chị cũng chơi mới ổn, mày cũng cảm ơn mấy chị rồi. Mùa dịch đây khó khăn, mấy chị giúp vui bánh mì, chị em cảm ơn. Chị ơi, sau khi mà mình phát những cái phần bánh mì như thế này gửi đến cho bà con nghèo và bà con nhận rất là vui vẻ, vậy thì cái cảm xúc của mình như thế nào chị? Mình vừa vui mà mình cũng vừa buồn, tại vui á thì mình có thể đi giúp đỡ những người khác, nhưng mà buồn thì còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn mình muốn giúp nhưng mà mình vẫn chưa có thể đến giúp họ được, mình vẫn chưa có thể giúp được họ nhiều nhiều điều, chỉ có thể phát được những phần cơm hoặc những cái phần bánh mì cho họ thôi. Mong là nhóm sẽ nhận được nhờ nhiều sự giúp đỡ của các anh chị mình thường quân để bếp có thể giúp đỡ thêm được những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vậy thì mình có những cái dự định gì cho sắp tới cho những hoạt động thiện nguyện nữa không chị? Dự định sắp tới thì của nhóm thì cũng rất là nhiều lắm em. Không chỉ là phát những phần ăn mà mình có thể hỗ trợ tiền phòng trọ, hoặc có thể là đi tìm việc làm chỉ có cho những các bạn hoặc là những cô chú anh chị mà cần việc làm. Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi và chúc cho câu lạc bộ bếp ăn từ thiện cộng đồng của mình sẽ chân cứng đá mềm và có những cái hoạt động thiết thực hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa để mà kịp thời giúp đỡ cho những bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những suất cơm, những phần quà ở các bếp ăn từ thiện càng có ý nghĩa vì đã giúp những người nhận ấm lòng bởi những cử chỉ thân thương gần gũi. Và bếp ăn từ thiện không đồng, đúng như tên gọi, là tình thương giữa người với người và là nguồn động lực lớn giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn của dịch bệnh. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Camera Đồng Hành sẽ được tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt quý vị. Bạn ơi, hãy sớt chia với những khó khăn quanh đời. Bạn ơi, hãy mở rộng tâm lòng yêu thương thế gian. Niềm vui sẽ dâng lên trong lòng, niềm vui sẽ theo ta suốt đời và sẽ cho ta niềm hạnh phúc ấm nồng.